Vì mà còn khởi niệm vọng tưởng, còn truy tìm, lại đi đầu thai đời đời kiếp kiếp không ngừng nghỉ. Bạn nói có khổ hay không? Sự việc này rất đáng sợ. Trích từ Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tần, Hoàng Nguyên Quán. Có người tu hành nghe pháp không ít, tại vì sao cũng không thể giảng sanh. Nói cho các chị biết, nếu ngày nay chúng ta bỏ qua, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết hại, tu mười nghiệp thiện, thì tu pháp môn gì cũng không thể thành tựu ngay trong đời này. Vì sao? Vì bạn không có căn bản. Cho nên học Phật phải trải qua vô lượng kiếp. Chúng ta học Phật tuyệt chẳng phải chỉ học đời này mà thôi. Trong kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy nhóm người cùng như A Xà Thế, nói thật ra chính là nói chúng ta. Nhiều đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật, đến nay vẫn còn là phàm phu, vẫn luân chuyển trong sáu cõi. Cúng dường 400 ức Phật, tu hành nghe pháp chẳng ít, tại vì sao vẫn không thể thoát khỏi tam giới? Tại vì sao chẳng thể giảng sanh? Đây là như lúc trước thầy Lý thường nói trong một dạ người niệm Phật, chỉ có được 2-3 người giảng sanh. Đạo lý gì vậy? Vì bạn chẳng tu từ căn bản. Bạn đừng xem những người giảng sanh, giảng sanh có tướng lành, có thể họ nghe kinh rất ít, nghe pháp không nhiều, nhưng họ thật sự đã giảng sanh. Bạn lại hỏi thăm kỹ, người này nhất định là hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, tâm địa rất thực bi. Bạn hỏi thăm xem, trong đời sống hàng ngày, xử sự đối người tiếp vật, họ tuyệt đối phù hợp với điều kiện thứ nhất trong tam phước. Có ai dạy họ không? Không có ai dạy họ. Họ vốn là như vậy. Họ làm người rất từ bi, rất kính trọng người. Họ thật sự làm được. Chúng ta không bằng họ. Vì sao vậy? Chúng ta mới đọc được một ít sách vở, học được một ít Phật pháp, liền cấm can ngã mạn, cảm thấy mình rất giỏi, người ta không bằng mình. Họ có thể giảng sanh, chúng ta ngược lại bị lọt thuốc phía sau, còn phải luân hồi. Vì sao? Họ chưa từng đọc sách, không biết chữ, rất khiêm tốn, rất nhún nhường, luôn cảm thấy mình không bằng người, nhưng họ đã giảng sanh rồi. Thế nên càng học nhiều. Lúc trước thầy Lý nói, lúc chưa học thì còn biết hiếu thuận cha mẹ. Học cao rồi, cha mẹ chẳng có học, học vấn cấp bằng của họ cao hơn cha mẹ nhiều. Học càng cao thì con mắt càng chạy lên trên đỉnh đầu. Ngay cả cha mẹ cũng chẳng xem ra gì, vậy thì làm sao có thể tôn kính sư trưởng? Người như vậy, một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu cũng không thể giảng sanh. Thế nên chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này, y giáo phụng hành mới chẳng đến nỗi lãng phí đời này. Trích từ Kinh Địa Tạng Giảng Ký, tập 5. Người niệm Phật, có người thấy A Di Đà Phật, người ở trong mộng thấy Phật rất nhiều, người trong định thấy Phật cũng rất nhiều. Niệm Phật, ở trong niệm Phật đường, lúc chỉ định, tức là lúc ngồi xuống niệm Phật, vào lúc này cũng có người thấy Phật, thấy hoa sen, thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc. Có cái tình hình này, sau khi thấy rồi phải như chẳng có việc gì thì mới được. Nếu như vừa nhìn thấy, ồ vậy là ghê gớm rồi, ta niệm Phật có công phu, nhìn thấy Phật rồi. Các ông đều chưa nhìn thấy, tôi cao siêu hơn các ông quá nhiều rồi, vậy thì tiêu rồi, là ma nhập rồi. Thấy như không thấy, thật sự nhìn thấy cái tướng lành đó, ở trong tâm như chẳng có việc gì, hoàn toàn cũng không được đem cái này làm đề tài để nói với người khác. Đây là cảnh giới tốt. Nếu như sau khi bạn thấy rồi thường xuyên khoe khoang ở bên ngoài, thì cảnh giới mà bạn thấy đó không phải là thật, là cảnh giới ma. Cảm ứng chân thật là tâm thanh tịnh. Cảm ứng Tây Phương y chánh trang nghiêm hiện tiền. Chúng ta xem thấy ở trong lịch sử, trước đây đại sư Huệ Diễm, sơ tổ của Tịnh Độ Tông chúng ta, ở trong đời ngài đã từng thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc 3 lần, hoàn toàn không có nói cho người khác biết, cũng không có nhắc qua với bất kỳ người nào. Lúc ngài giảng sanh mới nói ra, lúc ngài sắp lâm chung giảng sanh, thế giới Tây Phương Cực Lạc lại hiện tiền
Ngài nói với mọi người, Ngài nói Ngài sắp đi rồi. Cái cảnh giới này trước đây đã từng thấy qua 3 lần. Người ta hỏi Ngài, Ngài nhìn thấy cái cảnh giới này như thế nào? Là hoàn toàn giống như cảnh giới trong Kinh Vô Lượng Thọ nói. Cái đó không sai. Kinh là chứng minh, là hoàn toàn giống như trên Kinh nói. Bởi vì Đại sư Huệ Diễn cái thời đó, Kinh Phật, kinh điển của Tịnh Độ Tông phiên dịch thành tiếng Trung chỉ có một loại Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ đều vẫn chưa có phiên dịch ra. Cho nên ban đầu Đại sư Diễn Công lập nên Tịnh Độ Tông chỉ nương tựa vào một bộ kinh là Kinh Vô Lượng Thọ.